Nay buổi sáng đi ra chợ xíu nè mọi người. Đây chị này có bán đầy đủ luôn, mấy món ngon không à? Hủ tiếu, cháo, bánh canh. Nay mình đi ra đầy đủ nha. Dạ, trụng cho mẹ, cho chín nha. Món ngon luôn mọi người. Hủ tiếu, cháo, bánh canh. Này mình ăn cháo thì bán với chợ Hòa Khánh mình đó mọi người. Hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh. Không ăn quyết chị, em không ăn quyết. Hấp dẫn quá không? Để thêm. Cảm ơn. Đây mời mọi người cùng thưởng thức tô cháo lòng. Đây của chị với vợ cũ Hòa Khánh đó. Nhìn cực hấp dẫn luôn đó mọi người. Cháo lòng có bò viên, thịt bò viên nè mọi người. Quá đã luôn. Trời nãy mình không ăn quyết á. Tô này không biết bao nhiêu, cái này mình ăn tô nhỏ nha. Tại sáng mà thích ăn sớm. Đây đây có một chén nước mắm để chấm đó mọi người. Nếu mà thích ăn chanh với ớt thì đây có thêm chanh với ớt ha. Nó nhìn combo tô cháo luôn. Nhìn hấp dẫn quá. Đây mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đó, quá đã luôn. Cháo lòng, thịt bằm, tôm khô nữa. Mình có là ngon lắm mọi người. Khá là vừa ăn nha. Để phủ và cắt. Ở đây mình thấy cháo bán cũng khá là vừa ăn đó mọi người. Cảm giác nó hơi mặn chút quá. Này mình không quen chén mắm nên mình không có ăn chanh luôn. Nên cảm giác nó hơi mặn. Mà đây nguyên chất đó. Chất thì cũng nấu đó. Thay vì người ta nặng vô tí chậm thì cho thêm một tí nước mắm thì vừa ăn luôn thôi. Đây có bán cái chỗ hẻm nhỏ gần chợ Hòa Khánh đó mọi người. Có khách người ta đi mua ở đây chưa bán này lắm. Bánh canh hả? Hủ tiếu hả? Cái này cháo lòng. Cháo lòng nữa hả? Ủa tôi mới ăn cháo đó quên hả? Quên, nhìn thấy quên. Món tập trung. Cháo lòng nha mọi người, hủ tiếu, bánh canh. Ba món luôn. Cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh. Rồi. Ai thích ăn quyết là chỉ có quyết nữa hả? Ờ, ai thích ăn quyết thì bổ quyết. Nhưng mà đa số cháo là cũng quyết. Cái này có tôm khô nữa hả? Ờ. Tôm khô, thịt dừa viên vậy đó. Bò viên, thịt viên hả? Thịt dừa viên hả? Bưng về hết hả? Tô bình dân. Kệ có sáng đông hả chị? Này tại em đang ăn, em quay cho vui luôn á. Thấy chị làm quay chơi luôn. Em quay điện thoại nó đâu có đẹp bằng máy quay đâu. Cái này là khách mang về hả? Khách mang về là làm khác. Hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh. Thứ ba với thứ chủ nhật là gì bên ta? Thứ ba là bún mang vịt. Thứ ba là bún mang vịt nha mọi người. Ai ăn tại chỗ ăn hả? Mang về. Nồi nước lèo. Hủ tiếu là 25 hết. 25, 20. 20, 25. Thì cháo lòng là nhiêu vậy? Nè, cháo lòng cũng 20, 25. Dạ. Rồi.
khách mang về mọi người ơi. Mọi người ăn kìa. Đây khách mua mang về. Ủa cái tô mà làm gì không anh? Tô mà làm gì? Tô mình ăn tô nhỏ nên 20 thôi, ăn tô bự 25 thôi. 20 25 thì theo. Anh muốn ăn gì?